các 2022 Acura NSX Type S là phiên bản cuối cùng của thế hệ thứ 2 NSX, phục vụ như là bài hát thiên nga của mô hình. Acura gần đây đã phát hành một đoạn video mô tả chi tiết cách phát triển phiên bản giới hạn Type S như một phiên bản mới. Type S nhận được một số thay đổi, bao gồm nhiều sức mạnh hơn và khí động học được sửa đổi. Động cơ V6 tăng áp kép 3,5 lít được trang bị kim phun và bộ tăng áp mới từ xe đua NSX GT3 Evo, nâng tổng công suất cho hệ thống truyền động hybrid hoàn chỉnh lên 600 mã lực và mô men xoắn, đó là 27 mã lực và hơn so với xe tiêu chuẩn. Satoshi Mizukami, kỹ sư trưởng kiêm trưởng nhóm phát triển của NSX Type S, cho biết Acura muốn quảng cáo sức mạnh bổ sung đó với kiểu dáng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, cản trước mới và bộ khuếch tán sau lấy cảm hứng từ NSX GT3 Evo cũng mang lại những lợi ích về hiệu suất thực sự. Cản trước tích hợp bộ chia trước bằng sợi carbon giúp giảm lực nâng khí động học, trong khi lưới tản nhiệt mở lớn hơn giúp nạp nhiều không khí hơn cho các bộ tản nhiệt. Cả kỹ sư và nhà thiết kế đều tham gia vào quá trình làm lại phần mũi của đường hầm gió. Type S cũng có màu sơn mờ Gotham Grey dành riêng cho từng mẫu xe và bộ la răng nhôm rèn 5 chấu kép bọc trong lốp Pirelli P0. Acura cho biết các bánh xe đã tăng độ bù âm giúp cải thiện khả năng xử lý, trong khi lốp mới mang lại độ bám đường cao hơn 6%. Acura sẽ sản xuất 350 chiếc NSX Type S 2022, với 300 chiếc được chỉ định cho Mỹ trước khi ngừng sản xuất NSX. Việc giao hàng bắt đầu vào tháng 12 với giá khởi điểm là $171,495, bao gồm phí đích $1,995. Việc ra mắt NSX Type S mới không có gì đáng ngạc nhiên vì Acura đã chỉ ra rằng họ muốn thêm phiên bản Type S cho hầu hết các mẫu xe. Gần đây chúng tôi cũng đã có TLX Type S và dự kiến sẽ có một MDX Type S tiếp theo. Ông chủ của Acura cũng đã ám chỉ rằng một NSX khác đang trên đường đi, nhưng không rõ khi nào siêu xe thế hệ thứ 3 đó sẽ đến. Để biết thêm thông tin về sự phát triển của NSX Type S, bao gồm nỗ lực tạo ra âm thanh và khả năng xử lý hấp dẫn hơn cho người lái,